bây giờ hả? Hãy cứ làm chứng minh. Chúng tôi cứ đi học, anh gia đình chị em làm đấy thì cứ học để đàn hỏi chị em. Thế ra biết nghề, dần sàng rồi giá niên ông cũng biết hết. Vui lắm, đi đàn mật mật dãy dài, thế là cũng vui cả. Ngày thì chúng em đàn rồi dần sàng, tối thì em có buồn ngủ thì anh choang dùng. Nhưng mà anh nào choang đâu, không có choang, ai để choang thế này. Em bắt đầu đan từ hồi học lớp 3, lớp 4. Thấy bố mẹ anh chị làm thì bắt chước làm theo nên biết đan hàng. Em thấy lúc khó nhất là cái đoạn dựng lên cái sườn để bắt đầu làm thành cái hàng. Nếu có nan sẵn rồi thì đan chỉ tầm 20-30 phút là được một cái. Bình thường mà cái đan ấy thì chỉ độ mỗi ngày được một chục cái. Bà chỉ đan thế này rồi thì bà cạp lên bà bán cho chợ thôi. Buổi chợ thì bà bán không người ta vào người ta mua. Thường hai ông bà cứ làm thế thôi. Công ở làng này là nó từ thủ bé từ mấy đời, ba người đời mới đổi. Bây giờ là bà ở dưới làng Chằm, bà lấy ông trên này về trên này từ năm 17 tuổi thì trước vẫn đan giá, rồi sau rồi bây giờ già thì mới đan mẹt. Bà làm tới năm 17 tuổi, năm nay bà 77, nghèo lắm chứ. Nhà nọ sang nhà kia cũng được, cái nhà nọ sang nhà kia muốn vui thì sang thế, cho nó vui mà này.